Ha ha ha.
vậy? Bây giờ thang máy à? Cái mũi xuồng nó đụng vô nó trớn, sư phụ ngồi xuống hơi sao 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 nhẹ mà nó đâu có vô mạnh đâu nó. Dạ dạ rồi, dạ cảm ơn bác. Đấy nè, đấy còn đi ra. Xe nó chạy vô tới mà. Thầy. Dạ dạ cảm ơn bạn. Cũng làm từ từ thôi chứ bây giờ mình có mình thì biết ngay rồi. Cái tiền bạc thì đâu có đâu. Đây, đi đường làm trước. Ở chỗ cái chỗ đi này. Mình làm từ từ thôi. Làm tới đâu hãy lo chứ giờ gấp cũng không được. Đá nhiều quá. Giờ phải phải để này chỗ chứ đừng có chỗ nào vách đá nhìn nó dơ lắm. Nó có một mình mà thả rác vậy chứ phải có nhiều người đổ thừa mấy đòn nữa thằng mà đã mà chứ thấy một tử trùng mình ngồi vậy dạ chứ sao người ta biết ta người ta coi trên cũng đăng trên mạng đó bên đây đây có cái đường đi vô hả dạ có luôn rồi xuống cái mốt sư phụ mà làm công trình sư phụ vô đây con coi cây xuống nữa sư phụ cắt đem vô làm khỏi mùi ở đây đây hả dạ cái cây bên hông là của mình đấy hả dạ. Đây là của mình hết. Còn mấy cái cây cầm nó từ đó đó xuống mút dưới là chỗ nào cầm là cầm bẹo là của ổng hết. Rồi dép nè. Wow, kỷ niệm miền Tây luôn. Đi lầy lội xứ Tiền Giang. Wow, lầy lội. Thank you.
sau này khi mình lên chùa được thì người ta cắt thời gian thôi. Canh ngoan, anh ngoan nè. Ngoan. Chờ đã đâu qua cái. Cây nó mọc rồi, cái cây này ông chú trồng rồi đó, chú trồng bên đó cũng thử chạy quậy này, giống vua này, giống vua rừng này, giống tiếp tục rồi leo núi nữa. Giống như vô rừng nữa luôn à. Nhưng mà đây là mảnh đất miền Tây nè, miền Tây nhưng mà giống rừng quá ha. Đây, sư phụ với thầy Tâm Quảng đang đi. Rất là vui luôn, lầy lội. Bây giờ bán là tao mua, bán là tao mua. Bày đến đâu giữ thầu. À, thật kỳ ha. Đi. Wow, cháy gì đuổi hết. Cái gì cái khóm. Khóm. Khóm à? Mùa này không có 1 tỷ, 1 tỷ 2. Mẫu 1 tỷ 2. Mày là cái kênh chống cái cầu đi, cái đập, đập nó đập lũ. Cũng đầu tư cũng có mấy trăm triệu rồi. Sáng cái con bị tưới dừa. Tưới dừa này hả? Dạ, cái cây dừa đó trong trồng đó. Trồng được 500 mấy chục cây rồi. Không biết ăn được nhiêu ăn. Bên đây là cái gì? Cây gì? Đây cây tự mọc nè. Tự mọc không á hả? Coi như đất bỏ hoang đó. Dạ dạ. Đó cây nó mọc luôn. Ngoan ngoan ngoan. Đó, tự nhiên chạy qua đó rồi đó. Ừ, đồ ăn nè. Lội quá lại. Quay lại bước nhục xuống. Ở đây hết đường đi. Dạ. Tới đất mình nó tới đâu? Đó tới luôn, tới cái cây đó, cây dừa đó, cây dừa đó. Ờ à, cái đầu cái dừa đó đó. Dạ. Ê. Ngoan ơi ngoan, ngoan đúng là ngoan luôn á. Ừ. Ừ. Gặp sư ông à. Giỡn. Chó nó bơi hay ha.
nó có bốn cái chân. Đúng rồi. Vậy nó đâu có cái gì đâu mà nó bơi được. Wow đại, đi tới đâu được cái đó. Chó khỏi tập bơi. Vùng quê khác thành phố. Con mới đầu con về đó đây nè. Cái mặt con nó ghét nha. Rồi con đụng nước rồi nha, đã ngứa. Rồi mũi nó chích nha. Trời ơi, nó giết nó. Trời ơi, khủng luôn. Thằng đó. Rồi từ cái nó quen. Rồi nó quen rồi. Cả đất của cái ông đó đất của mình là hơn 4 hết rồi. 4 mẫu hình này kia cũng được. Ừ. Thì tới luôn cũng được. Nhưng mà không tính này. Người đi. 43 con gì nữa không cúng, mua đất cũng cúng nữa. Không, sợ làm không nổi thôi. Dạ, không cúng nữa thì cái đời sau người ta làm cho mình hết cũng kỳ. Đi về chứ. Với... mày tìm dữ lắm con, mình tìm nó kia nó có nói đâu mà biết. Con kia đó mày ông giống nói với tôi. Ông nữa đâu dưng quạt 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 lấp lấp luôn. Ôi trời ơi, đem vô trong kia thì giờ ở đây tiếp sau. Đây con đi là con đi chân đất không á. Ờ đi 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 chân đất thì chân đất này mà lại đi đi giết. Giết nhiều thôi rồi. Tới nha. Tới đôi đôi của tầm quá nè. Ok. Wow. Wow, đẹp luôn. Này đúng là lầy lội luôn ha. Ai muốn lầy lội, ai thích lầy lội thì về đây chơi. Rùa đó dắt không?
khỏi rửa chân của tụi mày, giúp tôi đi luôn. Rồi thì từ rửa. Trong ngoài đó chỗ nhà ta cũng có chỗ rửa chân nữa. Dạ. Bây giờ ta đâu có bao rộng này, tới nhà ta ta vui rồi. Ta quý mình lắm. Biết nào mà thầy làm hỏi, đừng mong người ta cúng dường. Không quen biết nhưng mà người ta khỏi người ta cúng gì đâu. Tao hỏi thầy khỏe hả? Thầy khỏe thầy đó. Thở không nổi. Thầy khỏe thầy. Không xuống, họ đâu có xuống. Hỏi mình thôi chứ. Cúng, cúng còn người lạ mà không quen biết, còn không cúng. Người quen biết. Vào. Chùa mình cứ nó như thế đó. Lấn trời lấn sân nha, lấn đường. Ôi. À, hai mấy cái. Dạ. Dạ, như vậy, dạ, dạ chứ. Dạ, cũng không được lắm. Dạ. Lớn tuổi rồi. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ, cảm ơn chú. Để hỏi có mấy đứa nhỏ nha, đem về cho nó coi nha.
con nhờ mắt nhờ dở mà thể yếu rồi. Ráng coi bà có coi còn đập được không? À, thì được á, mà coi của mày hay lắm á, cái bài học được học tử. Dạ rồi, cảm ơn. Đây nói vừa nãy đi mấy thầy trò đi nói cái này đúng là gia đình đây cũng có cái tâm lắm mới vậy, chứ còn đâu phải dễ đâu. Có người ta có của nhưng mà không có tâm, có người có tâm mà không có của, nó phải hai cái phải đủ thì mới được. Vừa có xây dựng được không? Dạ, sau này cũng sẽ còn nhờ gia đình này rất là nhiều thôi nha. Cảm ơn nha. Dạ. Mấy bữa nó bào quá, trước bữa nắng nó bào. Chú Phương mình nhớ đem quả trà về nha. Dạ. Bên đây còn có quà nữa. Cảm ơn chú Hiếu. Quý quá. Làm cầu đây, xe bốn bánh đi tới chỗ này luôn. Đó, từ từ nó làm hết à. Nên nó mới lên nông thôn mới. Rồi đó, khi mà nó phát triển đó, người ta về ở đông rồi thì rồi đường nó sẽ mở. Bây giờ nó hoang vắng không có người ra mở làm gì. Thử coi 5-10 năm nữa coi. Người mà nó mà về đây nó mở rồi. Ở đây luôn rồi Túc à. Dạ rồi, dạ chào chú. Dạ. Để chú Hiếu chở con qua bên kia. Con chở ở phụ thầy quản cho vui chứ để mình không buồn. Cái đường này ra ấp Bắc luôn á, nó gần lắm. Đỡ đi cái đường bên kia nó xa hơn, nó không kẹt xe. Cái đường này hai là không có kẹt xe. Lúa. Còn cái gì nữa nè? Cái này rau. Chạy đặc sản. Chạy đặc sản nha. Rau cải. Này đi xuống luôn, đi xuống luôn. Đâu có, đi Trung Hương, đưa Trung Hương lên, sao Trung Hương đi xe. Trung Hương. Đi ra đây đi. Dạ, cảm ơn con nha. Dạ. Dạ. Ngay chỗ đó đường đó dễ lên. Chỗ ngay cục điện mình phải không thầy? Cảm ơn cô nhiều con. Chúc bác được. Lên xe luôn. Cái cầu đó sổ đi qua đi cái cầu đó. Cầu. Không cái thầy đi đám cái gì chỗ thầy Hiệp á, cho thầy cũng ghé lại. Cái mà cái thầy ghé lại dùng trái cây rồi đi về. Không phải xe đậu đây hay. Dạ chứ xe đậu chứ. Đâu hình như đâu rồi. Dạ, ông chạy nữa ông ạ. Hay ông xách xe ông chạy nữa. Hình như đâu đằng kia hay sao. Dạ. Trời nãy đậu xe đây ông chạy. Con ngoan lấy lợi nữa nè. Trời ơi chó hay quá ha. Chó ông qua đây nó khu vực nữa. Dạ rồi. Dạ sư lên. Nó bơi rồi. Đâu có nhà.
xe của thầy Độ. Anh này anh chịu đi giữ dạ. Ngoan ngoan ngoan. Có nhiều bài giảng cho tụi con nghe. Dạ, nhà công đức nó sẽ phụ mọi người. Dạ. Hy vọng.